Rồi muốn chứng minh H I K thẳng hàng, thứ nhất ta gọi T là giao điểm của HK với CF, hiểu. Giờ chỉ cần chứng minh hai góc này đối đỉnh thì suy ra thẳng hàng kẹp. Bắt đầu xét hai tam giác nè, F H E H F T, thấy chưa? Góc này góc gì? Vuông. Góc này góc gì? Vuông. Góc góc này bằng góc này, lý do đây là tam giác gì? Vuông. Đường này đường gì? Trung. Đường trung tuyến. Trung tuyến thì suy ra đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này chia hai, suy ra tam giác này là tam giác gì? Cân. Suy ra góc này bằng góc này, hiểu. Vậy suy ra hai tam giác đó đồng dạng thì suy ra góc này với góc này như thế nào? Bằng nhau. Góc này với góc này có bằng nhau không? Tiếp tục, góc này với góc này có bằng nhau không? Có. Lý do? Sao lại trong? Suy ra góc này với góc này có bằng nhau không? Đối đỉnh thì suy ra thẳng hàng.